Kinh văn: Trụ trong núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá, tán rằng: Thứ tư là nơi được giáo hóa, du hóa, cư trú thì gọi là trụ. Trụ có nghĩa là cư trú, du hóa, ăn ở, cư trú tại núi, du hóa trong thành. Đó là thân hạnh của Phật trong suốt cuộc đời hành đạo. Người xưa nhân đó mà giải thích thành các loại trụ, thánh, thiên, phạm, Phật. Các loại trụ ấy về danh tuy đồng nhưng về ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trong kinh có những chỗ lý lẽ thâm thúy, ý nghĩ sâu kín nhưng người phiên dịch không hề lưu tâm. Khi hành văn dùng danh từ giống nhau mà nghĩa lý lại khác nhau, đó chỉ là phô trương viện dẫn, chứng cứ hão huyền, thế là chưa được. Tiếng phạn thành cư sa yết la bổ la, tiếng đường chỉ tiếng Hán, gọi là thành Thượng Mao, ở chính giữa nước Ma Kiệt Đà, là nơi đóng đô của vua chúa thời xưa. Chỗ này có nhiều cỏ tranh cát tường thượng hảo hạng, nhân lấy đó mà đặt tên thành. Núi cao bao bọc bốn phía xung quanh làm lớp thành ngoài, phía tây thông với đường hẻm, phía bắc mở ra cửa núi. Địa hình xứ này đông tây dài, nam bắc hẹp, chu vi hơn 150 dặm, cùng thành chu vi 40 dặm. Cây yết ni ca trồng đầy đường, cây nảy hoa thơm đặc biệt, vàng rừng vàng rực như màu vàng ròng. Vào tháng cuối xuân, rừng cây đều rực rỡ sắc vàng. Ngoài cửa bắc cung thành có một ngôi tháp, đó là chỗ để Bà Đạt Đa kết bạn thân với vị vua Sinh Oán, vua A Xà Thế, cùng thả con voi say hộ tài ra định hại Như Lai. Nhưng đầu ngón tay Như Lai đã phóng ra 5 con sư tử thuần phục được con voi say đó. Thứ đến phía đông bắc cũng có tháp, đó là nơi Xá Lợi Tử gặp Tỳ Kheo Ma Thắng sau một cuộc đối đáp ngắn, ngài đắc sơ quả. Thứ nữa, đến cách phía chính bắc không xa, có một hố to sâu, tiếng phạn gọi là Thất Lợi Cúc Đa, ở phương đây gọi là Thắng Mật, đó là nơi dùng hố lửa, cơm bò thuốc độc, định hại Đức Phật. Từ cung thành đi theo hướng đông bắc, chừng 14-15 dặm tới núi Kết Lật Đà La Cư Cha, tiếng đường tức tiếng Hán, gọi là Thiếu Phong, còn gọi là Thiếu Đài, một mình sừng sững nối tiếp với núi bắc, được cho là chỗ chim thiếu đậu, lại nom giống như cái đài màu non biếc đậm in trên nền trời xanh nhạt. Sau khi thành đạo suốt gần 50 năm, Phật phật nhiều ở núi này mà thuyết rộng về diệu pháp. Bản cũ, bản dịch cũ là núi Kỳ Xà Quật, lại gọi là núi Linh Thiếu. Chim thiếu ăn xác người, ở đấy gọi là Linh Thiếu vừa sai, vừa là cách gọi tắt. Để nghe pháp, vua Tần Bà Sa La đã sai người ghép đá thành bậc rộng hơn 10 bước, dài 5-6 dặm, vượt qua hàng động, gành đèo đi suốt từ chân núi tới đỉnh núi. Trên đường đi có hai tháp, một tháp gọi là Hạ Thừa, vừa tới đây thì đi bộ mà lên, một tháp gọi là Thoái Phàm, có nghĩa là loại bỏ hạng phàm nhân, không cho cùng đi lên. Đỉnh núi này chiều đông tây dài, chiều bắc nam hẹp, trên bãi phía tây kẻ bên vách đá có tòa tinh xá bằng gạch, quy mô cao rộng kiểu dáng kỳ lạ, làm cửa mở ra hướng đông. Lúc Như Lai còn tại thế, phần nhiều ở đây để thuyết pháp, nay làm tượng Phật thuyết pháp to đúng bằng thân Như Lai. Phía đông tinh xá có mảng đá dài là chỗ Phật đi dạo, bên cạnh có đá to cao trượng tư trượng rưỡi, chu vi hơn 30 bước, đó là nơi mà Thiên Thụ tức Đề Bà Đạt Đa đứng từ xa ném đá làm chảy máu chân Phật. Phía nam tinh xá có một tòa tháp, đó là nơi Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Đi khỏi cửa bắc thành núi chừng hơn một dặm thì tới rừng trúc Ca Lan Đà, có tháp do vua vị sinh oán xây dựng để cúng dường Phật Xá Lợi Phật mà vua đã được chia. Phía tây nam rừng trúc đi chừng 5-6 dặm tới núi nam trong rừng trúc có hàng đá lớn, đó là nơi Đại Ca Diếp Ba kết tập pháp tạng. Cách phía bắc rừng trúc hơn 200 bước tới ao Ca Lan Đà. Phía tây bắc ao này cách chừng 2-3 dặm có thành Hạt La Xà Kiết Lỵ Tử, Kiết Lỵ Tứ, tiếng đường tên tiếng Hán gọi là thành Vương Xá. Thành ngoài đã bị hư hỏng, không còn sót mảnh tường nào, thành trong tuy bị hủy hoại nhưng nền móng vẫn còn. Thành này chu vi hơn 20 dặm, mặt có một cửa,
Xưa vua Tần Bá Sa La đóng đô ở cung thành Thượng Mao, nhà dân thường bị hỏa hoạn, một nhà cẩu thả, bốn bên hàng xóm đều bị tai họa, dân chúng ca thán vì chẳng được an cư lập nghiệp. Vua nói vì ta bất đức, dân chúng mang vạ, vậy muốn trừ được tai họa này thì phải tu đức nghiệp gì? Bảy tôi tâu rằng đại vương thi hành đức hóa, nhưng dân đen chẳng cẩn thận, vậy xin đặt ra luật lệ hình phạt nghiêm khắc để dân đen người sau đừng vi phạm, nếu còn vi phạm nữa thì rời tới rừng lạnh. Rừng lạnh là nơi vứt xác, tục gọi là đất chẳng lành, không ai thèm qua lại chơi bời, thì cũng giống như bị vứt xác. Dân chúng đã coi chuyện phải rời đến ở nơi này là điều sỉ nhục, thế thì tự họ sẽ phải giữ gìn cẩn thận. Vua bèn nghe theo lời tâu ấy đặt thành luật lệnh nghiêm khắc để thi hành. Nào ngờ trong cung lại thất hỏa trước tiên. Vua nói ta phải rời thôi, bèn sai thái tử ở lại giám quốc nhiếp chính rồi tự rời đến rừng này. Vua Phệ Xá Ly nghe tin vua Tần Bà Sa La trú ở giữa đồng, bèn đem quân tới đánh. Thám tử ở biên dưới giới biết tin tâu về. Vua bèn xây thành mà ở, vì vua là người đầu tiên xây nhà ở đây nên gọi là thành Vương Xá. Có người nói sau khi vị Sinh Oán nối ngôi rồi mới xây thành này, thực ra là chỉ xây cho thành cao dày thêm, chứ chẳng phải là xây mới. Tới khi vua Vô Ưu rời đô đến Ba Cha Ly thì đem thành Vương Xá bố thí cho Bà La Môn, cho nên trong thành này ngày nay chỉ toàn là Bà La Môn, không còn có dân thường nữa. Tất cả có 1.000 nhà, người xưa có kẻ nói thành núi là thành Vương Xá, có 9 ức nhà, hoặc nói để ngàn vua ở đây, các thuyết trên đều sai, kinh đô của vua đã ở thành Vương Xá, Phật trụ ở núi Thiếu Phong, thành và núi cả hai nơi đều được nêu lên, hai hóa tự, tha, cùng thuyết cả, đó là để lợi cho cả chúng xuất gia và chúng tại gia. Luận A nói, phần tựa thành tựu có nghĩa là pháp môn này hiển bày hai loại nghĩa thành tựu. Một, hơn hết trong mọi pháp môn, ví như thành Vương Xá, hơn hết thảy trong mọi thành xá khác. Thành này chính là nơi nhà vua đóng đô, ở ngay giữa nước Ma Kiệt Đà, biểu trưng cho nhất thừa là trung đạo của tam thừa, là nơi an trụ của pháp vương. Vì thành đã hơn các thành khác, thì kinh cũng hơn các kinh khác. Hai, hiển bày công đức tự tại, cho nên như núi Kỳ Xà Quật hơn các núi khác, rõ ràng là pháp này cũng hơn. Thành Câu Tô Ma đã là thành núi ở gần Vương Xá, chính là nơi có nhiều núi, riêng một mình núi này hơn hẳn, vì vừa cao vừa nổi bật, tượng trưng cho pháp cao hiển hơn hẳn nhị thừa, có đầy đủ mọi công đức vọi vọi tự tại, hoặc như thành hơn các thành khác, không có vật đẹp nào mà không có, pháp hơn các pháp khác, không đức tốt nào mà không có đủ, núi hơn các núi khác vì là nơi các chim đẹp đậu ở, pháp hơn pháp khác vì là chỗ bậc thượng nhân dạo chơi. Lại nói, ví dụ về sự diệu màu là chung cho cả giáo và lý, hoặc giáo diệu như thành vì chứa đựng diệu lý, lý cao như núi vì hơn hẳn nhị thừa. Bởi vậy kinh này nói tại thành Vương Xá, ở núi Thiếu Lĩnh là có ý nghĩa biểu trưng vậy. Chí Ban Nhã thông suốt 5 môn, thành xá vệ rồi dào 4 đức, nên phần nhiều ở đó mà chẳng y vào nơi khác. Vàng sinh ra ở nơi sông nước đẹp, đó là câu tục ngữ phương Đông vẫn lưu truyền. Thuyết xưa nói rằng, kinh này thuyết cả thảy ở 4 nơi, lúc đầu ở Linh Sơn, sau đó ở trong tháp vọt lên không trung, sau nữa ở cõi Tịnh Độ mà Phật tập hội, cuối cùng thì phân thân Phật trong phẩm trúc lụy sau khi trở về lại ở Uế Độ. Này giải thích rằng, nơi có 3 nhưng thuyết chỉ tại 2. A. Về nơi, nơi có 3 có nghĩa là không quay trở về Uế Độ nữa. Từ phẩm trúc lụy về sau, các phân thân mới đến cõi này cho tới cuối kinh đều chỉ là Tịnh Độ. Khi các phân thân trở về bổn độ, cõi này lại biến thành Uế thì lúc ấy thuyết kinh đã xong. Tịnh Uế chỉ 2, một là ban đầu tại Uế Độ ở Linh Sơn, hai là lúc các phân thân Phật tập hợp chư Phật thì biến thành tịnh, cùng với tháp vọt lên trên không nữa, thế là có 3 nơi. B. Về thuyết pháp chỉ ở 2, đầu tiên mở hội Linh Sơn trên mặt đất để tuyên thuyết về nhất thừa cho hạng nhị thừa, sau đó tháp vọt lên không,
Các phân thân Phật tập hợp Thích Ca và Đa Bảo cùng ở một tòa khuyên tin kinh này cho tới cuối kinh. Phật bảo anh ấy trở về, việc thuyết kinh xong, Phật mới xuống đất. Sau đó chẳng thuyết kinh Pháp Hoa nữa, cho nên biết rằng nơi thuyết Pháp chỉ có hai. Nay để nêu việc mở hội, nên nói đến thành núi, cốt ý nêu ra nơi chốn giáo hóa. Phật nói về hóa thân Phật là muốn khiến cả ba thừa đều vui vẻ, ưa thích nhất thừa, thể hiện đức từ bi sâu sắc của Phật, thừa và thân đều diệu màu, vì đã có thể thi hành việc giáo hóa ngay tại nơi uế độ. Nếu nêu cao báo thân và biểu thị, biểu hiện tịnh độ, thì sợ rằng chúng nhị thừa ngờ là chẳng phải phần mình, vì chẳng thể tu được, do đó mà chỉ hiển thị uế xứ hóa thân. Kinh văn, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 12.000 người, tán rằng đó là chúng thành tựu thứ hai trong 7 thành tựu. Chúng thành tựu được giải thích bằng 5 môn, 1 là tỏ rõ la ý, 2 là nêu rõ quyền thực, 3 là định rõ nhiều ít, 4 là nói rõ thứ tự, 5 là giải thích theo luận. 1 là ý, dụng ý đến dự pháp hội của chúng đại tỳ kheo có 5. 1.1. Để chứng tín, vì thính chúng giúp vào việc chứng minh rằng Khánh Hỷ, tức A Nan, được nghe pháp là đáng tin cậy. Điều ngờ của đại chúng có 3. Một là ngờ rằng đó là lời Khánh Hỷ tự nói. Hai là ngờ rằng đó là lời A Nan nghe người khác nói lại. Ba là ngờ rằng đó là do người khác thuyết. Này tỏ rõ là cùng được nghe và chứng nhận rằng kinh này là đáng tin cậy. Trí độ luận nói rằng, nói rõ thời gian nơi chốn và người nghe là cốt để cho người ta tin. 1.2. Để nêu rõ đức như thiên đế thích, có chư thiên vây quanh, đại phạm thiên vương có phạm chúng vây quanh. Này nêu rõ pháp vương có chư thánh vây quanh. 1.3. Để khải thỉnh Phật thuyết pháp, cách làm lợi lạc cho chúng sinh là phải đáp ứng điều mong muốn của họ mà thuyết pháp theo trình tự. Trước nói về nhân, sau nói về quả. Thân là thể hiện của hành, hành là tính chất của nhân, thừa là điều phải học. Trong phẩm phương tiện, ông Thu Tử, tức Xá Lợi Phất, 3 lần thỉnh Phật thuyết về vấn đề quyền thực của các thừa, nên Đức Thế Tôn đã nói rõ khiến chúng sinh bỏ quyền cảnh mà lấy thực thừa. Trong phẩm An Lạc Hạnh, Ngài Văn Thủ cố thỉnh chính là để nói rõ chẳng tu theo quyền thừa mà hành theo thực thừa. Trong phẩm Thọ Lượng, Ngài Di Lặc 3 lần thỉnh Phật nói về vấn đề quyền và thực của thân, nên đã bày tỏ phải bỏ quả quyền thừa mà cầu quả thực thừa. Kinh nói về nhân duyên để trừ pháp mạn, nếu chẳng nhân lời thỉnh mà thuyết pháp thì khó nảy sinh ra cái tâm khao khát mong cầu. Cho nên hàng thanh văn thỉnh Phật thuyết về cảnh nhất thừa chính là nhằm vào căn cơ của họ để khiến tỏ ngộ. Bồ Tát thỉnh Phật nói về hạnh và quả nhất thừa thì việc tán thán sự chứng quả nhất thừa và cái nhân của quả nhất thừa cũng lợi cho họ. 1.4. Đề đương cơ, người thoái tâm bồ đề tùy theo ba căn khác nhau mà lĩnh ngộ. Vì thế Phật phải thuyết giảng về nhất thừa tới 3 lượt. Khi Đức Thế Tôn thuyết phẩm Thọ Lượng vân vân thì hàng Bồ Tát và thính chúng lĩnh ngộ tùy theo từng loại căn cơ mà được lợi ích khác nhau. Thanh văn phàm phu xa lìa trần cấu phát tâm bồ đề, bậc thánh trong hạng này hồi hướng đại thừa. Bồ Tát phàm phu, những kẻ phàm phu trong hàng Bồ Tát đều trừ được lưới nghi, chứng ngộ chân lý, đạt được thánh quả. Bậc thánh trong hàng Bồ Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn sẽ được bồ đề. Cho nên Phật vì ba loại căn cơ mà thuyết diệu pháp này. 1.5. Để dẫn nhiếp, đương thời chúng tỳ kheo vân tập để dẫn nhiếp các chúng sinh khác, lúc đó khiến họ sẽ phát tâm. Kinh trình bày đầy đủ điều trên để dẫn dắt chúng sinh thời nay phát tâm. Nếu không có các bạn tốt hỗ trợ thì niềm tin thanh tịnh sẽ chẳng nảy sinh. Phật địa luận nói rằng, liệt kê ra hạng Bồ Tát để giúp cho sự viên mãn, liệt kê ra các hạng thiên long vân vân để chỉ quyến thuộc viên mãn, có ý tịnh độ còn thế, huống chi là uế độ. Năm nghĩa trên đây đều là của lai ý. 2. Nêu rõ vấn đề quyền và thực. Phật địa luận nói rằng, trong một xứ uế độ hay tịnh độ của hóa Phật thì thanh văn là thực, Bồ Tát là quyền. Trong báo độ thì Bồ Tát là thực, thanh văn là quyền.
Nay ở đây có cả hóa và báo, tùy cơ ứng hiện, hai thực hai quyền. Đầu tiên liệt kê ra hóa Phật ở hội Linh Sơn. Trong này, Bồ Tát là quyền. Chúng sinh nhìn thấy thế giới cháy già vào thời kiếp tận. Nhưng thực sự thì cõi tịnh độ của Như Lai thường xuyên an lạc, thọ lượng của Như Lai thực là vô biên. Các chúng thành văn ở cõi báo độ của báo thân chẳng phải là thực, huống chi là Phật đa bảo, các Phật phân thân đều là hóa hiện. Như vậy thì biết rõ cái lý về báo hóa quyền thực. Trong luận đã nói có hạng hóa thanh văn như ông Mãn Tử Tử, Tức Phú Lâu Na, vân vân. Ngoài ra có các hóa chúng khác như Phật Đa Bà, các phân thân, vân vân. Ba, định rõ nhiều ít. Ba, một, lúc đầu có 15 chúng. Một, cao danh đại đức chúng. Hai, vô danh đại đức chúng. Ba, tôn trọng chư ni chúng. Bốn, nội quyến chư ni chúng. Năm, thánh đức nan tư chúng. Sáu, đế thích chư thiên chúng. Bảy, tam quang tứ vương chúng. 8. Nhị tự tại chúng. 9. Sắc giới chư thiên chúng. 10. Long chúng. 11. Khẩn na la chúng. 12. Cản thát bà vương chúng. 13. Atula chúng. 14. Ca lâu la chúng. 15. Nhân vương chúng. 32. Lúc sau lại có thêm 6 chúng. 1. Đa bảo. 2. Phân thân. 3. Long cung. 4. Dũng xuất. 5. Diệu âm. 6. Phổ hiền. Các chúng này chia làm các bộ đôi, nghe pháp chứng pháp, hành pháp chỉ pháp, thuyết pháp, hộ pháp khác nhau. Ba, ba, trong này có 6 món khác. Một, ba thừa không có độc giác. Độc giác phần lớn xuất hiện trong thế giới không có Phật. Tùy được hưởng giáo pháp đầy đủ, nhưng thời đó không có quả để mà chứng, nên chẳng ở trong hội pháp hoa này. Trong kinh Nhân Vương thì có cả loại này. Văn dưới cũng trình bày rõ là có quả độc giác này. 2. Ba cõi không có cõi vô sắc. Ánh sáng Phật soi đến kẻ có duyên thì họ có thể tới nghe pháp. Cõi đó ánh sáng soi chẳng tới, căn cơ cũng chẳng chín, bởi vậy chẳng tới. Kinh Nhân Vương cũng nói có cõi đó. 3. Năm nẻo không có nẻo địa ngục. Hào quang Phật tuy soi đến nhưng nẻo đó vô duyên nên chẳng tới. Tới có hai nghĩa, tức đủ hai điều kiện, một là sáng soi, hai là có duyên. Địa ngục dù được sáng soi nhưng chẳng có duyên thì cũng chẳng tới. Còn cõi vô sắc thì đều tối, bởi vậy nên cũng chẳng tới. Nếu hành giả tu tập nhất thừa, thân ắt ung dung. Còn chúng sinh ở địa ngục bị nỗi khổ bức bách, không có lúc nào rảnh rỗi mà tu tập. Kinh Đà La Ni vốn có uy lực dẹp trừ mọi nỗi khổ nên địa ngục cũng tới. Kinh này tiến thiện, nẻo địa ngục ấy không được rảnh rỗi, nên chúng chẳng tới. Sở dĩ hào quang của Phật soi tới địa ngục là để chúng sinh ở đó, chán nơi đó, thấy hào quang Phật thì phát tâm Bồ Đề, nên khỏi khổ. Bốn chúng không có yêu bà tắc, yêu bà di, trong uy nghi thành tựu ở dưới, đều liệt kê đủ. Đây là đoạn mở đầu của kinh văn, nên lược đi. 5. Tám bộ không có dạ xoa và ma hầu la già, dưới đều có đủ. 6. Hai vua không có vua chuyển luân thánh vương, chỉ có tiểu vương, dưới đều có đủ. 3. Thứ không có cuối cùng này sẽ nêu sau trong phần nói về uy nghi thành tựu. 4. Nói rõ thứ tự. Các chúng ban đầu chia làm 4 loại, một là thanh văn chúng, hai là bồ tát chúng, ba là bát bộ chúng, bốn là chư vương chúng, hoặc xếp thứ tự từ nội hộ đến ngoại hộ. 4.1. Trong nội hộ thì thứ tự từ thanh văn đến bồ tát, trong thanh văn thì thứ tự từ tăng đến ni, trong tăng thì từ hạng hữu danh đến hạng vô danh, trong ni thì từ hạng tôn trọng đến hạng quyến thuộc. 4.2. Trong ngoại hộ thì từ bát bộ đến vua người, trong bát bộ thì xếp thứ tự từ thiên đến phi thiên, trong chư thiên thì từ loại địa cư đến loại không cư, trong loại địa cư thì theo thứ tự từ vua đến quan, trong loại không cư thì từ hạng phi thiền chủ đến thiền chủ. 4.3. Thứ tự các chúng sau đó thì từ 1. Chứng pháp chúng, 2. Khai tháp chúng, 3.
Kinh lợi quảng đại chúng. 4. Chỉ pháp vô biên chúng. 5. Tha phương hành pháp chúng. 6. Tha phương khuyến chỉ chúng. 4.4. Lý do thép xếp thành văn trước Bồ Tát. Trong các chúng ban đầu, thành văn ở trước, Bồ Tát ở sau. Điều này Phật Địa Luận tuy có giải thích, nhưng này có 4 ý giải thích như sau. 1. Hình tướng khác nhau. Thành văn xuất gia hình giống chư Phật, Bồ Tát chẳng thế. 2. Xứ có sai gần. Thanh văn gần Phật, Bồ Tát xa Phật. 3. Giới đức khác nhau. Thành văn xuất gia chỉ giới xuất gia, Bồ Tát chẳng thế, vì phải tùy lại mà hóa sinh. 4. Vì muốn khiến cho Bồ Tát bỏ thói kiêu mạn đối với thanh văn. Song kinh Lăng Nghiêm, kinh La Ma Già, kinh Cự Lâu Vương, kinh Hỏa Lưu, kinh Đại Ngũ Trược đều xếp Bồ Tát trước, thanh văn sau, là vì căn cứ vào đức lớn hay nhỏ mà xếp thứ tự trước sau. 5. Giải thích theo luận. Luận giải thích trong chúng thành tựu có 4 món: số thành tựu, hành thành tựu, nhiếp công đức thành tựu, uy nghi trừ pháp trụ thành tựu. 5.1. Số thành tựu có nghĩa là đại chúng nhiều vô số, nói chung thì là vô số, nhưng luận lại nêu riêng tường hạ nên nói rằng có 1.200 đại tỷ kheo chúng. 5.2. Hành thành tựu có 4, một là các thanh văn tu hành tiểu thừa dựa vào việc khất thực vân vân mà tự nuôi sống, gọi tên là tỳ kheo vân vân. 2 là Bồ Tát tu hành đại thừa muốn giác ngộ và làm lợi lạc cho loài hữu tình, được gọi tên Bồ Đề Tát Đoà. 3 là Bồ Tát nhờ lực thần thông tùy thời thị hiện, nay tu hành đại thừa như nhóm 16 người gồm Bạt Đà, Bà La, vân vân, có đủ mọi sự không thể nghĩ bàn của Bồ Tát do bất định nên có thể thị hiện thành hình bốn chúng, chư yêu Bà Tát, vân vân, nói là Bồ Tát. 4 là người xuất gia có uy nghi nhất định, chẳng giống Bồ Tát, do uy nghi nhất định đó nên gọi là tỳ kheo. 5.3. Nhiếp công đức thành tựu. Đó là 16 câu tán thán công đức thanh văn, 13 câu tán thán công đức Bồ Tát. Song trong bản luận chẳng nêu riêng từng loại, vì văn nghĩa đã rõ. 5.4. Uy nghi như pháp trụ thành tựu. Tức là câu bấy giờ Thế Tôn có bốn chúng vây quanh, vân vân, nói rõ tướng bốn chúng đó nhiễu Phật, uy nghi cung kính, nghe pháp mà trụ. Tùy việc ai nấy đều lễ Phật cũng là uy nghi, nhưng chẳng phải là tướng nghe pháp, nên ở đây không nói. Trong 15 chúng gồm có 3 loại: A. Loại Bồ Tát thanh văn đủ 4 thành tựu. B. Loại hữu học vô học và tỳ kheo ni chỉ có 3 thành tựu vì chẳng khen đức. C. Ngoài ra chư thiên vân vân chỉ có 2 thành tựu, không hạnh không đức. Luận nói rằng trong chúng thành tựu lý ra có 4 thành tựu, nhưng chẳng nói mỗi thứ đều đủ cả 4 loại. Song trong kinh thuyết minh về chúng thành tựu có 2 đoạn. Đoạn đầu thuyết minh tách bạch về 15 chúng, đoạn sau thuyết minh về uy nghi. Trong đoạn đầu lại có 2. Đầu tiên liệt kê ra các chúng, sau đó nói rõ ai nấy lễ Phật rồi lui ra. Trong 15 chúng lại chia làm 2. Đầu tiên nói rõ nội hộ chúng, sau đó nói rõ ngoại hộ chúng. Nội hộ chúng có 2. Đầu tiên kể rõ thành văn, sau đến Bồ Tát. Thành văn có 2, đầu tiên nói rõ tỳ kheo, sau mới kể đến ni chúng. Trong tỳ kheo có 2 loại, đầu tiên là loại cao đức hữu danh, sau đó là đến loại đại đức vô danh. Trong loại đầu có 3, 1 nêu loại nêu số, 2 tán thán công đức, 3 kể tên. Loại đầu này có 2 thành tựu, một là số, 2 là hành. Cùng với giữ có nghĩa là gồm gộp. Cùng với Ngài Long Thụ giải thích rằng cùng một xứ, một thời, một tâm, một giới, một kiến giải, một đạo tràng, một đạo giải thoát như nhau thì gọi là cùng cộng. Đại tỳ kheo trí độ luận nói rằng có 3 nghĩa để giải thích chữ đại. Tối đại trong các chúng, đại chướng ngại đoạn, đại nhân cung kính. Ngài Chân Đế có 3 cách giải thích.
Một, thắng đại là loại ưu thắng trong số hữu học và vô học. Hai, thể đại, công đức trí tuệ cực xa cao rộng. Ba, số đại, 1 vạn 2 ngàn người, này gồm có 6. Một, số đại, 2 ly đại, vì đoạn được đại chướng ngại. 3. Vị đại, vì là A-la-hán. 4. Đức đại, vì như kinh đã nói. 5. Danh đại, vì danh tiếng vang xa. 6. Thức đại, là vì trí thức của đại nhân, đại chúng. Tiếng phạn là bật xô, phương này phiên âm là tỳ kheo vì có đủ 5 nghĩa, bởi vậy chẳng dịch thành tiếng Hán. 1. Bố ma, khiến ma phải sợ, vì lúc mới xuất gia đã khiến cung ma chấn động. 2. Khất sĩ, vì sau khi xuất gia rồi thì khất thực tự sống. 3. Trì tịnh giới, vì dần dần gia tăng, gia nhập tăng số phải trì giới. 4. Tịnh mệnh, vì đã thủ được giới rồi thì ba nghiệp khởi lên đều xuất phát từ không tham, chẳng dựa vào tham lam gian tà mà nuôi mạng sống. 5. Phá ác, vì y vào đạo thánh dần dần diệt được phiền não. Chúng tức là tăng vậy. Lý và sự hai thứ ấy hòa hợp với nhau thì gọi là chúng. Ba người trở lên thì gọi là tăng. Kinh văn đều là A-la-hán, tới tâm được tự tại. Tán giảng, đoạn này tán thán công đức kinh có 6 câu, trong bản mới dịch và bản luận cũ có 16 câu rằng đều là A-la-hán các lậu đã hết, không còn phiền não, được chân tự tại. Luận rằng tâm được tự tại, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát. Luận nói rằng khéo được tâm tuệ giải thoát như ngựa điều tuệ. Luận rằng tâm khéo điều phục cũng như rộng lớn đã làm việc phải làm, đã lo việc phải lo, vứt các gánh nặng, đạt được lợi mình, hết chư hữu kết, chánh trí giải thoát. Luận rằng khéo được chánh trí giải thoát tới tâm tự tại là đệ nhất cứu cánh. Luận có 3 cách giải thích. 1 là thượng thượng khởi môn, 2 là tổng biệt tướng môn, 3 là nhiếp thủ sự môn. 1. Thượng thượng khởi môn có nghĩa là do câu trên nên câu dưới mới được khởi, hoặc do câu dưới, câu trên mới khởi. Sự khởi ấy chẳng phải là duy nhất nên gọi là thượng thượng khởi. Luận dùng câu thứ 2 để giải thích câu thứ nhất, nói các lậu đã hết nên gọi là A-la-hán, tức là luận nói rằng phải vĩnh viễn trừ được giặc phiền não rồi nên mới gọi là A-la-hán. Luận dùng 5 môn để phân biệt lậu. 1. Giải thích tên gọi chung. Các luận đều nói rằng phiền não hiện hành khiến tâm liên tục dò dỉ tán loạn chẳng dứt thì gọi là lậu, như chậu dò nhà rột rất đáng chán ghét, chỗ hư hỏng hoen ố rộng, bị nỗi lòng chê trách nên gọi tên là lậu. Đây là chỉ phiền não hiện hành, vì không còn phiền não nữa, đó mới là chủng tử, nên căn cứ vào thực tế mà gọi tên chung như vậy. 1. 2. Liệt kê tên gọi các loại lậu. Lậu có 3 loại, 1 là dục lậu, 2 là hữu lậu, 3 là vô minh lậu. 1. 3. Xuất thể, nói rõ thể của lậu. Dục giới kiến đạo có 40 phiền não, vì tứ đế, mỗi đế đều đủ 10 phiền não, cộng với 6 của tu đạo là tham sân mạng, vô minh, biên kiến, thân kiến. Trong đó, trừ đi 5 vô minh lậu còn lại 41 căn bản phiền não, gộp với 12 tùy hoặc gồm nhẫn, hận, vân vân đều gọi là dục lậu. Sắc giới, vô sắc giới, vì không có sân nên mỗi giới có 41, trong đó mỗi giới trừ đi 5 si gộp lại là 72 căn bản phiền não, cộng với xiềng cuống nói dối của sắc giới và kiều của cả hai giới, thêm với 4 tiểu tùy hoặc 16 đại tiểu đại tùy phiền não ở đấy thì gọi là hữu lậu. 1. 4. Ly hợp phế lậu, chỉ việc tách gộp, đặt bỏ tên gọi các lậu. Cõi dục giới chỉ là tán địa, chỉ là hữu lậu địa, là thông ngũ thú địa, cụ tứ sinh địa, là bất thiện, hữu phú vô ký nhị tính hoặc địa. Bởi vậy lập riêng là một dục lậu. Các cõi trên đều định thông vô lậu địa, phiền não ở một nẻo, một đường, một tính.
do đó lập gộp lại thành một hữu lậu. Vô minh lực tăng thông suốt, cả hai loại tương ưng và bất cộng đều là chỗ dựa của hai loại trên. Vì có đủ 11 sự hơn hẳn nên tách ra khỏi các hoặc mà đạt thành vô minh lậu. Một năm rõ được lý do đặt tên của các lậu, tùy biết rằng hết thảy mọi phiền não của ba cõi lẽ ra đều được gọi là hữu lậu. Lậu ở tam hữu, chỉ sự luân hồi sinh tử trong tam giới là vì lậu của hữu, chỉ sự sinh tử, nên phiền não ở cõi dưới phần nhiều duyên theo dục mà khởi lên. Bởi thế căn cứ theo tội, theo tính trội này mà gọi tên là dục lậu. Các hoặc ở cõi trên không có tính trội gì khác, nên chỉ căn cứ vào bản danh mà gọi là hữu lậu. Vô minh không lấy pháp khác mà đặt tên, muốn nêu rõ hành tướng của tự thân nó, nên gọi là vô minh lậu. Lậu này chẳng phải chỉ có một, nên gọi là chư lậu. Song theo sách Du Giả thì có cách giải thích khác, vì văn dườm giả nên tạm dừng. Lấy câu thứ 4 giải thích câu thứ 2, nói rằng chứng đắc chân tự tại nên gọi là các lậu đã hết, do chứng được chân vô vi lậu hết, được tự tại nên gọi là các lậu hết. Lấy câu thứ 2, thứ 3 giải thích câu thứ 4, nói rằng vì hết không còn phiền não nữa nên gọi là đắc chân tự tại. Hết có nghĩa là các lậu đã hết, không có phiền não có nghĩa là không còn phiền não nữa. Vì không có hiện trùng đắc nên đắc chân tự tại. Cũng có bản nói là vì không có phiền não nên gọi là đắc chân tự tại. Và không có chữ hết tận, chỉ dùng câu thứ 3 để giải thích câu thứ 4. Thêm nữa còn dùng câu thứ 5, thứ 6 để giải thích câu thứ 4 rằng vì khéo được tâm giải thoát, khéo được tuệ giải thoát nên gọi là được chân tự tại. Vì lìa được định chướng nên gọi là tâm giải thoát. Vì lìa được tính chướng nên gọi là tuệ giải thoát. Thêm nữa lìa được vô minh tham ái vân vân thì gọi là huệ giải thoát. Vì tâm tương ưng kia lìa được phược nên gọi là tâm giải thoát. Do lìa được hai thứ đó, chứng được vô vi nên được chân tự tại. Lấy câu thứ 2 giải thích câu thứ 3 rằng vì xa lìa năng kiến và sở kiến nên gọi là không còn phiền não, chỉ thấy chủng tử làm thể của phiền não, xa được cái mang kiến. Có nghĩa là lìa được tương ưng phược, lìa được cái sở kiến tức là lìa được sở duyên phược. Vì lìa được hai phược của các lậu hiện hành nên gọi là không còn phiền não. Hoặc còn giải thích đơn thuần rằng năng kiến đó là tâm chấp ngã, sở kiến là sở chấp ngã. Do không có cái tâm năng chấp ngã kiến, cho nên các tướng sở chấp ngã đương nhiên cũng chẳng xuất hiện. Đó gọi là lìa nhị kiến. Hết các lậu nói trên thì gọi chung là vô phiền não. Vô phiền não đây là không còn ngã kiến. Vì ngã kiến là nguồn gốc sinh ra các lậu, cho nên cũng chẳng trái nhau. Lấy các câu thứ 5, thứ 6 giải thích cho câu thứ 7 thì nói rằng vì khéo được tâm tuệ giải thoát nên gọi là tâm khéo điều phục. Nên như con ngựa bay, nhựa hay. Nên như con ngựa hay, tính nó điều thuận. Lấy hai câu thứ 9, thứ 10 giải thích cho câu thứ 8, nói rằng cũng như rồng lớn đi trên các đường dữ mà như trên đường bằng phẳng không hề vướng mắc. Đường cần phải đi thì cứ đi, nơi cần phải đến thì đã đến. Cho nên kinh mới dịch nói rằng đã làm việc phải làm, đã lo liệu việc phải lo, cho nên giống như rồng lớn. Do đó làm đạo đế đã đầy đủ diệt đế. Bởi vậy như rồng có uy đức, tùy dạo nơi sinh tử hiểm trở, cũng như đi trên đường bằng phẳng không hề quanh, không hề có vướng mắc khó khăn gì, được tự tại trong sinh tử. Vì nhân quả sinh tử đều đã hết, diệt đế đạo đế đều đã viên mãn. Luận giải thích riêng câu thứ 9 như sau: việc cần làm thì đã làm, rồng lớn trong loài người đã đối trị, hàng phục được xe thù địch là phiền não. Vì đạo đế viên mãn nên có thể hàng phục được kẻ thù địch là tập đế phiền não. Luận giải thích riêng câu thứ 10 có nói việc cầu cần làm đã lo liệu xong,
có nghĩa là chẳng còn tái sinh nữa, vì như sự tương ưng đã làm xong, khổ đế đã hết, diệt đế đã mãn. Lấy câu 9 câu 10 giải thích câu 11, nói lìa các gánh nặng có nghĩa là đã làm các việc cần làm, đã lo xong các việc phải lo, vì gánh nặng của lần sinh sau đã lìa bỏ. Do diệt đạo viên mãn, đã bỏ các pháp sinh tử của hậu thân, đó gọi là vứt gánh nặng. Lấy câu 11 giải thích câu 12, nói đạt được lợi mình có nghĩa là vì vứt bỏ gánh nặng, chứng được niết bàn thì coi niết bàn là lợi mình. Lấy câu 12 giải thích câu 13, nói hết được trừ hữu kết có nghĩa là đã đạt được lợi ích của mình, vì đoạn trừ được cái nhân của các phiền não. Phiền não là nhân của sinh tử nên gọi là hữu kết, đó là kết của tam hữu. Vì đã đạt được lợi ích của mình, vì niết bàn là niết bàn, bởi vậy có thể hết được kết của tam hữu. Nhân của sinh tử có thể hòa hợp, khổ có thể kết nên gọi là kết. Kết này có 9 loại: ái kết, huệ kết, mạng kết, vô minh kết, nghi kết, kết kiến kết, thủ kết, tật kết, san kết. Do 9 loại này thường xuyên xuất hiện tổn não tự tha, gây nên các nỗi khổ nên lập riêng thêm mà gọi là kết. Lấy câu 2 giải thích câu 14, nói rằng chánh trí giải thoát có nghĩa là vì các lậu đã hết, vì các lậu hết nên chánh trí có thể chứng được vô vi giải thoát, gọi là trí giải thoát. Giải thích riêng câu 15, nói đạt đến tâm tự tại có nghĩa là thiện xảo trí vượt qua kiến đạo tu đạo. Vì trụ ở kiến đạo tu đạo thì tâm vẫn chưa tự tại, vẫn còn có hoặc. Do thành được các câu trên nên tới địa vị vô học, đạo mọi hoặc đều hết, tâm được tự tại. Lấy câu 14 giải thích câu 16, nói đệ nhất cứu cánh có nghĩa là vì khéo được chánh trí tâm giải thoát, khéo được các công đức như thần thông, vô chánh, tam muội, vân vân, nên trở thành bậc thành văn đáo bị ngạn, sang tới bờ bên kia chỉ sự giác ngộ giải thoát. Căn cứ vào luận văn trên thì chỉ có ba câu lấy dưới giải thích trên gọi là thượng khởi, đó là lấy câu 2 giải thích câu 1, lấy câu 4 giải thích câu 2, lấy câu 9, câu 10 giải thích câu 8. Ở đây lấy sở khởi gọi là khởi, thượng tức khởi thì gọi là thượng khởi. Nếu năng khởi gọi là khởi thì khởi của câu thượng gọi là thượng khởi. Loại này chẳng phải chỉ một thì gọi là thượng thượng khởi. Theo luận thì có 7 câu lấy câu trên giải thích câu dưới gọi là thượng khởi. Đó là lấy câu 2 giải thích câu 3, lấy câu 5 câu 6 giải thích câu 7, lấy câu 9 câu 10 giải thích câu 11, lấy câu 11 giải thích câu 12, lấy câu 12 giải thích câu 13, lấy câu 13 giải thích câu 14, lấy câu 14 giải thích câu 16. Ở đây lấy năng khởi gọi là khởi, câu thượng tức là khởi thì tên gọi là thượng khởi. Nếu lấy sở khởi gọi là khởi thì câu trên gọi là thượng khởi. Loại này chẳng phải chỉ một thì gọi là thượng thượng khởi. Theo luận thì chỉ có 3 câu được giải thích đơn độc, đó là các câu 9, 10, 15 hoặc câu 3 cũng là câu được giải thích đơn độc. Có 2 câu không giải thích, đó là các câu 5, 6. Có 1 câu lấy trên giải thích dưới, cũng lấy dưới giải thích trên, đó là câu 4. Tổng thuyết tụng rằng dưới dài trên có 3, trên dài dưới có 7, 3 đơn 2 chẳng dài, 1 thông suốt trên dưới. Hoặc trên dài dưới có 6, 4 đơn 2 chẳng dài. Nay theo kinh văn này, trong 16 câu chỉ tóm lại có 8 câu. Lấy dưới dài trên có 1 câu, đó là lấy câu các lậu đã hết để giải thích câu trên đều là A-la-hán. Lấy trên giải dưới có 2 câu, đó là lấy câu các lậu đã hết để giải thích câu không còn phiền não, là lấy câu đạt được lợi ích của mình để giải thích câu hết trừ hữu kết.
Còn các câu khác có nghĩa hoàn chỉnh nên lấy ngay câu đó mà tự giải thích. Lậu như trên đã giải thích, chỉ kể hết thảy phiền não hiện hành. Các lậu này đã hết thì gọi là A-la-hán, tức là nên lấy cái nghĩa vĩnh viễn diệt trừ được dọc phiền não mà giải thích từ A-la-hán, cho nên nhập thập địa được gọi là A-la-hán. Không còn luận nói rằng xa lìa năng kiến sở, phiền não kiến nên gọi là không còn phiền não. Phiền não trùng tử được gọi tên là phiền não. Đây có thể do vị đó đã lìa được cả hai thứ phược, sở duyên tương ưng hiện hành, các lậu đã hết, không còn có phiền não trùng tử để mà có thể đoạn trừ nữa, cho nên gọi là xa lìa năng kiến, sở kiến. Hoặc tổng lậu hết, biệt chấp cũng diệt, nên xa lìa nhị kiến và gọi là không còn phiền não. Còn nữa, phục có nghĩa là lặp lại, trùng, trùng tử đoạn nên không còn sinh ra nữa, do đoạn trừ được pháp sinh tử lưu chuyển nên gọi là vứt gánh nặng, cho nên có thể đạt được lợi ích của mình là chứng niết bàn. Chữ đãi, đọc âm đãi, giải thích đúng bản âm, nghĩa như chữ trí. Chữ cập có nghĩa là tới, đạt tới, do đạt được lợi ích của mình mà chứng hữu dư niết bàn, nên có thể vĩnh viễn tận trừ được cái nhân của ba cõi, tức cửu kết phiền não. Do lậu đã hết như nói ở trên, mà có bốn câu dưới đây, bậc A-la-hán đó khéo vượt kiến đạo, tu đạo trí, nên tâm được tự tại, lìa tính sự chướng, tâm giải thoát mãn, cũng được gọi là tâm được tự tại. Lời văn này đã thiếu sót nên chẳng thể lần lượt theo luận mà giải thích, nhưng nói chung có thể lấy đại ý của luận mà giải thích kinh văn. Cho nên bậc trí giả, các bậc trí giả nên tự mình xem xét cho kỹ. 2. Tổng biệt tướng môn. Chỉ câu đều là A-la-hán là tổng tướng môn, còn lại là 15 câu khác là biệt tướng môn. A-la-hán tên chung có nghĩa là ứng. Ứng có 15 nghĩa, đó là từ câu các lậu đã hết trở xuống. 1. Ứng thụ, các thứ cung kính cúng dường như đồ ăn thức uống vân vân, tức là các lậu đã hết, đáng làm ruộng phúc. 2. Ứng cúng đại chúng giáo hóa hết thảy vì không còn phiền não lìa hẳn lợi danh. 3. Ứng nhập tụ lạc thành ấp vân vân vì chứng đắc chân tự tại, chẳng bị dục cảnh lôi kéo mê hoặc. 4. Ứng hằng phục ngoại đạo vân vân vì tâm khéo giải thoát, đầy đủ trí tuệ biện tàng. 5. Ứng với việc dùng trí tuệ quan sát pháp một cách mau chóng vì tuệ khéo giải thoát, hiểu rõ các pháp. 6. Ứng với việc thuyết pháp chẳng chậm chẳng nhanh vì như pháp tương ứng chẳng sinh mỏi mệt, như ngựa điều tuệ khéo xứng tâm vậy. 7. Ứng với việc tĩnh tọa ở chỗ thanh nhàn, các thứ giúp cho cuộc sống như đồ ăn thức uống, quần áo trang phục vân vân, thảy đều chẳng hề tích tụ, ít muốn biết đủ vì giống như rộng lớn lìa chỗ nhốn nháo. 8. Ứng với việc một mực tu hành thiện hạnh, chẳng chấp trước các thứ thiền, việc cần làm đã làm xong, thường xuyên tinh cần tinh tiến tu tập. 9. Ứng hành không thánh hạnh vì đã lo liệu việc phải lo liệu, chẳng còn có ngã, ngã sở. 10. Ứng hành vô tướng thánh hạnh vì đã vứt các gánh nặng quán được diệt lý. 11. Ứng hành vô nguyện thánh hạnh vì đã đạt được sự lợi ích của mình, của chẳng nguyện sinh tử. 12. Ứng với việc hàng phục thiền định thế gian, tịnh tâm chẳng sinh chấp trước vào thiền vị của nhị giới, chỉ dục giới và sắc giới, vì các hữu kết đều đã hết, thậm chí chẳng sinh ái vị đối với thiền định của nhị giới. 13. Ứng với việc khởi trừ thông, thủ thắng công đức, chánh trí giải thoát, vì giải thoát tức là thần thông. 14. Ứng với việc đạt tới đại nhất nghĩa công đức, vì đạt tới mức tâm tự tại chứng được vô vi. 15. Ứng như thực tri cùng chúng sinh được các công đức, vì đó là đệ nhất cứu cánh để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Vì Bà La Mật Đà thành văn, rộng độ chúng sinh khiến cùng lợi mình,
được các công đức. Câu thứ 8 tu hành không ngừng. Câu thứ 12 đối với thiền chẳng chấp trước, đó là hai món biệt ý, sợ chán văn rườm rà, nên chỉ phối hợp các câu với nhau mà giải thích một cách sơ lược. Ý nghĩa trong đó cứ theo sự giải thích có thể biết rõ. Ứng thuyết tụng rằng: thụ tương nhập hàng dĩ, trung tính hành thiện hạnh, không vô tướng vô nguyện, phục khởi đáo thực tri. Sáu câu trong kinh, chỉ có câu thứ 1 trong 15 câu trên đây là chỉ việc ứng thụ diệu cúng. Câu thứ 2, ứng tương đại chúng giáo hóa. Câu thứ 11, ứng hành vô nguyện thánh hạnh. Câu thứ 12, ứng hàng phục thế gian thiện định tâm. Câu thứ 14, ứng đáo đệ nhất nghĩa, lần lượt phối hợp với 5 câu dưới, vì câu đầu A-la-hán là câu chung tổng cú. 3. Nhiếp thủ sự môn. Dùng 15 câu mà nhiếp thủ 10 loại sự công đức để thể hiện quả khả thuyết và quả bất khả thuyết. Trong này ý nói, trong 15 câu nhiếp 10 loại sự công đức để nói rõ quả mà A-la-hán chứng được có quả hữu vi khả thuyết và quả vô vi bất khả thuyết. Quả trước là quả thô hữu tướng, quả sau là quả tế vô tướng, hai quả khác nhau.